Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Này, tiếp tục thăm bảy mọi người ơi. Vẫn là cặp mé sông. Khai trương cái đầu tiên luôn. Nước cạn quá. Lấy cái móc móc mọi người. Cây đầu tiên nha. Sập rồi nè, mới dính không. Ê ê ê ê, cống 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 cống. Từ 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 từ. Ồ, chục cơm hơi cống. Ồ, chục cơm bên dưới ta. Đâu đó có con chục cơm. Chục cơm bự hải hồng luôn. Một em đầu tiên. Rồi, dính ra. Ai à. Đây. Một em nữa. Chục cơm đó mọi người. Chà, cái bờ kinh này công nhân chục có bự không à. Đã ghê chưa. Được hai em này. Nước cạn quá mọi người. Lấy cái móc móc đi. Cặp xuồng thì không sát được. Rồi dính nữa nè. Dính nữa nè. Một em chuột cơm nữa. Đã ghê mọi người. Này chắc 6 con ký à. Thường thường 7 con chứ này chắc 6 con à. Bự quá. Cơm này bự không. Cái này dính nữa nè. Cái này dính nữa nè mọi người ơi. Đó. Ủa, dính khỉa luôn mà đều không có chỗ cống, uổng quá. Nó đã quá sướng. Dính 14 con là mình được một ngày mần phé re luôn mọi người. Đêm làm như đó là mừng lắm rồi. Dính nữa nè. Dính nữa này à. Đặt máy xong mày nó không có đường mòn gì đó mọi người ơi. Cứ coi cái lùm hay là cái gì đó để vô một cái thơm thơm là nó vô à. Không có giống như đặt ở trong rừng. Mà đều thất bại chỗ là nó không có chuột lớn. Cái này không dính. Nãy giờ được cái, mới con cái không dính đó. Sắp nữa đây. Khui. Trâu đồ chuột cơm. Anh đang mấy cục đất ông nội ơi. Cục đất hay nóng lạnh luôn. Rửa cái đó. Đây, cái này dính nữa nè. Cái này dính nữa này à. Ồ, mỗi cái mỗi dính luôn. Đó nè. Cái này hên rồi đó. Cái này kiếm mấy xong rồi. Đặt ngon mọi người. Thì không có chuột lớn thôi chứ dính cũng ngon. Kể nhờ nhiều con. Chuột nhỏ nhờ nhiều con cũng được.
lùng tụng bèn. Dính này nha mọi người. Đây một em nữa. Cơm. Đó, thẳng đây coi về mà không dính ta. Trước. Chỉ qua mưa quá trời lớn luôn mọi người. Dầm mưa đặc luôn á. Ở sáng mùa sương ướt nhem. Dính nè mọi người. Đây. Chuột cơm mọi người ơi. Con này cũng được chứ không lớn. Đây, giờ sẽ im rít vậy. Cái con chuột tổ bố luôn rồi ơi. Rất bẫy xong luôn rồi. Ồ ồ. Quá hệ con chuột. Từ 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 từ. Không cầm mà, hên chuyện qua cầm không cầm thấy mẹ này. Ồ tổ bố luôn. Trời đất ơi con chuột nó bự. Thôi 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 không thể tưởng tượng luôn. Khủng luôn mọi người ơi. Con này. Con này quá. Ô thôi thôi thôi. No nóng luôn. Sập vào đây. Chúng còn gì đây. Khui. Trời ơi ông nội. Nhảy đâu vô bẫy con cá. Trời ơi con cóc nè. Thiệt tình. Thấy thì chứ. Nghĩ sao nhảy như bẫy này vậy. Chập ở đây. Lên. Ấy chuột cống. Cống này cống tơ. Cũng được. Cột miệng lại cho ăn nè mọi người. Nhiều khi mình bỏ bao cái lưng tưng á. Rớt mất công. Đây cái này nè. Dính rồi nè. Chuột gì? Chuột gì đây? Chuột gì đây? Con chuột cơm chần dần luôn. Đá ghê mọi người. Đây, bỏ đi vào đây. Dính. Chuột cống nữa. Trời ơi lại là cái bẫy mới. Ai à. Bẫy mới lập công nữa nha mọi người. Bẫy nè. Tại vì cũng được ba chuột cống bằng đêm qua đây. Để hai chuột này nhỏ hơn. Ba con qua cân ký 6, ký 7, ký 6 mấy, gần ký 7. Ba con này hai con nhỏ, có con nãy bự. Hai con này nhỏ hơn. Đồ vậy là cũng mừng lắm rồi. Còn hai cái cuối cùng mọi người. Rồi không dính. Thấy nằm im rồi. Thấy nằm im rồi không dính rồi. Rớt cục bắp. Rồi cái cuối cùng nữa nha mọi người. Cái cuối nó xong. Rồi xong. Cuối cùng. Cuối cùng khuyến mãi cho anh em.
cuối cùng khuyến mãi cho một em chuột cơm. Rồi, về nhà đây cho mọi người xem kết quả nha. Đây, về tới nhà đây nha mọi người. Kết quả ngày hôm nay đây. Một em, hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em, bảy em, tám em, chín em, mười em, mười một em, mười hai em, mười ba em, mười bốn em, mười bốn con chuột với con cóc. Sình bùng không mọi người, trời mưa ha, mưa nó sình không à, đã rồi chưa, chuột bữa nay, chuột cô bữa nay bự hơn chuột ngày qua, bự hơn thấy rõ luôn. Đây. Thằng em nữa. Dạng vậy mới đã, mập 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 không. Con này chắc 7 con ký mấy á. Ngày hôm qua 7 con ký, nay 7 con chắc ký mấy nha mọi người. Nào. Giờ này mới có 4 giờ khuya thôi. Giờ mình về mình đi làm với người ta nè. Người ta bữa nay đi cuốn 7 sớm dữ lắm. Cặp mé kinh chuột nó nhiều mọi người, đều không có chuột cống. Chuột cống nó vô rừng à. Giờ bữa phải đi vô rừng chứ nước giờ sáng nó cạn queo với lục bình không. Cặp mé kinh giờ đặt cũng không được nữa. Mai chắc phải đi vô rừng rồi. Vô rừng cũng hên xui, có khi có 6-7 con cũng chừng. Có khi 20 cái bẫy chạy vô rừng dính con chuột vàng á mọi người. Lỗ banh xác luôn. Tại vì không có quay cho mọi người xem chứ. Cũng có nhiều chuyến vậy đó. À kìa. Trời ơi. Đã, công. Anh cũng phá bẫy dữ lắm ạ. Có người nói á, cái phen này nè nha mọi người, cái phen này nó rớt nha, thật chất là mình làm không có rớt nha mọi người nè, không không bao giờ sụp xuống, tại vì mình làm ngay đây có cái khóa, không nó sẽ lăn xuống, lăn cái khóa xuống nè cho mọi người xem nè, nè thấy không, nó sẽ vướng vô trong cái kẽm ngang, bởi mình làm mình chưa cái kẽm ngang nè, cái này bẻ theo kiểu như là xoắn ốc, con chuột lắc là tự nhiên nó xây nó khóa lại nha mọi người. Nằm mình muốn ấy mình phải mở ra vậy nè mình mới đẩy lên được, thành ra khi dính chuột á, con chuột nó giải là tự nhiên cái phá này nó xây lại vậy nè, nó sẽ vướng vô cái cây ngang này, bởi mình lúc nào cũng chừa cây ngang này lại đó á. Con này chuột tơ, con này 300 gram. Đây có em này quá trớn, em này chắc 900 gram quá. Để thử cân thử ra. Nè mọi người, đúng 900 gram luôn ha. À. Biết mà. Đúng 900 gram luôn. Như đây cũng 200 mấy chục ngàn. Rồi xin tạm biệt mọi người nha, xin hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người.